Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Xem ra là lĩnh ngộ rồi. Đúng vậy, thần đạo trảm tinh chính là một loại năng lực hư vô. Bây giờ ta đã hoàn toàn có thể đi vào trạng thái hư vô rồi. Không tệ, bây giờ còn một chuyện. Thế giới bên trong cơ thể. Trước đây, mặc dù có thể dùng linh ngô hóa kiếm vân để ngưng kết thần cách, nhưng lại gặp khó khăn về lĩnh ngộ của chân đạo trảm tình. Đến cuối cùng không thể nào xung kích đến đại viên mãn, nhưng mà đến bây giờ đã không giống như vậy. Vô hình vô tướng. Nếu như nói kiếm xuất vô ngã là chém đứt tất cả tình cảm, vậy thì vô hình vô tướng bây giờ được gọi là chém đứt tình cảm. Tất cả đều không có ý nghĩa với mình. Hư vô quý nhất. Mà hư vô quý nhất này đại diện thế giới đối. Thế giới đối với mình mà nói là không tồn tại. Mà mình đây chính là bản chất của thần đạo trảm tình. Cuối cùng đã phá đột phá viên mãn rồi. Chúc mừng chủ của ta, tu vi lại tịnh tiến thêm một bước rồi. Tà thần, ngươi lại được chứng thần đạo. Đúng vậy, chủ nhân. Đến ngay cả hai đứa cháu trai của ta cũng đã tu thành chân thần rồi. Hơn nữa, hàng trăm loại thần đạo mà chủ nhân bố trí, ta cũng đã lĩnh ngộ hết. Chủ, lúc nào người mới thả ta ra ngoài? Những năm nay, chạy khắp thế giới quả thật là không có cơ hội thả ngươi ra ngoài. Nhưng mà không bao lâu nữa. Thật sao? Không sai, bây giờ ta đột phá đến đại viên mãn, tu vi của ngươi cũng có thể tiến một bước thăng cấp, tiếp tục tu luyện đi. Vâng, chủ nhân. Cũng không biết là thần đạo trảm tình bây giờ có uy lực lớn cỡ nào. Chi bằng hãy xem thử xem. Muốn thử kiếm sao? Thôi đi, đầu của ta không chịu nổi dày vò nữa đâu. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Vãn bối Na Trinh vô cùng cảm kích. Nếu như đã thành công thì ngươi đi đi. Vâng. 3.000 thần đạo, truyền thừa của Sivu, hơn nữa còn mở được phạn vực. Bây giờ lại được cổ thần hỗn độn chọn chúng, không biết là Sivu tên đó có cảm nghĩ gì không? Sau một nén hương, tế đài bình đẳng. La Trinh, cuối cùng thì ngươi cũng đã quay lại rồi, tên đó không làm gì ngươi chứ? Chờ đã, ngươi đã thăng cấp đến đại viên mãn rồi sao? Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của Phục Hy đại nhân. Chúc mừng ngươi La Trinh, đại phù sơ đưa ngươi đi chém đứt sợi xích nguyên rủa. Sau khi chém đứt xích nguyên rủa, thì hãy cùng với lão kim bọn họ quay về đi. Đợi tất cả xích nguyên rủa đều bị chém đứt, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta sẽ tập hợp ở cốt tháp Man Thủy. Một tháng sau, cốt tháp Thiên Ninh. Thần đạo trảm tình, sau khi đại viên mãn, uy lực của kiếm này còn mạnh hơn gấp 5 lần so với kiếm dung đạo trước đây. Vậy thì uy lực của kiếm dung đạo e rằng sẽ thăng cấp càng nhiều hơn. Đáng tiếc bây giờ mình không thể nào thi triển được nữa. Xem ra Lữ Hoa đã chuẩn bị xong rồi, đã đến lúc rời khỏi nơi này. Quảng trường của cốt tháp Thiên Ninh. Ta đã xây dựng một cốt tháp giống hệt như ở trong thế giới cơ thể. Nếu như các người bằng lòng rời khỏi nơi này, quay về thế giới mẹ, thì hãy đi vào cửa truyền tống. Những người còn lại không muốn rời khỏi thì làm phiền chăm sóc cho bọn họ. Kim Não cứ yên tâm. Một ngày sau, cốt tháp Man Thủy. Chuẩn bị xong chưa? Người muốn rời khỏi đây đã đi vào thế giới bên trong cơ thể. Những người còn lại không muốn đi cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta đi thôi. Tốt, chờ chúng ta bay đến thần vực rồi, ta sẽ tháo hoa ảnh ra. Thần vực không có sự ràng buộc, sẽ bay đến dưới đáy hỗn độn. Bây giờ xuất phát thôi. Nửa tháng sau, thần vực. Không hổ danh là kiệt tác của binh chủ, có thể làm ra chiếc thuyền lớn đến vậy. Kiệt tác của đại tù trưởng dĩ nhiên là phi phàm rồi. Chúng ta vào thôi. Chiếc thuyền này có thiết lập một hàng rào không gian để ngăn cách với không gian bên ngoài. Chắc là vậy. Đại tù trưởng nhất định sẽ gia tăng phòng hộ để đảm bảo cho sự an toàn của người trong tộc. Tại sao lúc ta rời đi lại không bị gì? Ngươi vốn là người thần vực, nên tất nhiên sẽ không gặp trở ngại gì ra vào. Ngươi có thể làm dễ như trở bàn tay. Còn chúng ta không phải nên sẽ bị thần vực bài xích. Ban đầu những hiên viên vệ kia có thể vào, chắc hẳn là bọn họ đã tốn không ít công sức mới vào được thần vực. Ví dụ như sử dụng mánh khóe,
làm hỏng hàng rào của thần vực. Đi. Đây là Thiên Kính Thuẫn. Không ngờ đại tù trưởng lại dung nhập Thiên Kính Thuẫn vào thần vực. Thiên Kính Thuẫn che trời phủ đất, vận dụng năng lực vô tướng tuyệt đối là không dễ phá hủy đâu. Đến ngay cả ta cũng không phá được, quả thật là có hơi khó đối phó. Nhưng mà nếu như Hiên Viên Vệ có cách đi vào, chúng ta nhất định là cũng tìm được cách. La Trình, ngươi biết thần vực có chỗ nào yếu hay không? Chỗ yếu, ta biết, ở đó có lẽ là được.